Trong khi cả nước đang nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống dịch virus nCoV có diễn biến rất phức tạp, thì vẫn xuất hiện những hành vi tiêu cực, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Đây là hành động rất đáng lên án và cần được xử lý nghiêm. Trong khi nhiều nhà thuốc, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẵn sàng phát khẩu trang miễn phí cho người dân để phòng chống dịch, thì trong những ngày vừa qua, lực lượng quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã phát hiện hai cửa hàng cung cấp thiết bị y tế trên đường Hải Phòng, quận Hải Châu có hành vi không niêm yết giá, bán tăng giá, găm hàng khẩu trang phòng dịch. Nhưng cơ sở kinh doanh này đang lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân. Phát hiện ra những cái địa điểm này hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như là không có niêm yết giá hoặc là bán tăng giá cao hơn so với quy định, thì đề nghị là điện về đường dây nóng thì quản lý thị trường cũng sẽ là cử các đoàn kiểm tra xuống kiểm tra ngay lập tức và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, một số cá nhân vì mục đích gây sốc nhằm tăng lượng tương tác, tăng số lượng người theo dõi, bán hàng online đã sử dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật, tạo sự hoang mang trong dư luận xã hội. Những đối tượng này đều bị cơ quan công an mời lên làm việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Những cái người mà tung những cái tin đồn mà sai sự thật lên cái mạng xã hội liên quan đến cái bệnh dịch và cái virus này mà nó sai sự thật đó, thì có thể bị xử phạt hành chính từ 20 đến 30 triệu đồng theo điều 64 của nghị định số 174 năm 2013. Trong những cái trường hợp nghiêm trọng hơn đó, thì là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cái tội theo điều 288 của Bộ luật hình sự về tội là đưa hoặc là sử dụng các cái thông tin mà trái phép trên cái mạng. Trước tình hình dịch bệnh do virus corona chủng mới đang diễn biến phức tạp, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác để cập nhật những thông tin chính thống, đồng thời nắm vững các khuyến cáo của Bộ Y tế để thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng trước nguy cơ dịch bệnh đang diễn biến khó lường.